Chào mừng anh em quay trở lại với video của mình. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu anh em một cái bản mod, đây là Better EMS 4.1B. Cái bản mod này là nó sẽ có tác dụng cho anh em gọi cứu thương hỗ trợ ở trong mod cảnh sát LFPDFR. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em tải, cài đặt và tinh chỉnh, thay thế các loại xe mà anh em mod thêm vào để nó có thể spam ra ở trong game. Khi mà anh em đi làm nhiệm vụ, anh em gọi thì anh em sẽ có những cái loại xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa khác nhau khi mà anh em thêm vào, chứ không đơn thuần là chỉ có hai cái loại xe cứu thương và cảnh sát ở trong game. Thì để tải cái bản mod này, anh em bấm vào download ở đây và chọn chấp nhận. Anh em sẽ đợi khoảng 5 giây thì nó sẽ hiện cái bảng lên để anh em download. Trang tải bản mod này mình sẽ để ở phần mô tả anh em nhé. Đây mình đã tải về đây rồi nên mình sẽ không tải nữa. Đây, đây. Thì để chơi được cái mod Better EMS này thì anh em cần có những gì? Anh em cần phải có Dragon Hook LFPDFR 04.4.6 trở lên. Đấy. Thì mình đã làm clip hướng dẫn cho anh em cài đặt mod LFPDFR và Dragon Hook ở trong CG hướng dẫn clip số 1. Thì tí nữa mình sẽ để clip đấy ở phần mô tả cho anh em nào mà chưa cài đặt Rage Plugin Hook và LFPDFR ấy, thì anh em sẽ cài đặt trước hai cái đấy, sau đấy thì anh em mới tiến hành cài đặt Better EMS này. Ở đây để cài đặt Better EMS thì mình sẽ mở file lên, và mình mở file game của mình lên. GTA 5. Thì đây mình đã cài sẵn Rage và LFPDFR, thì anh em thấy là file game của mình sẽ có rất là nhiều file như này. Trong đấy nó có cái file plugin này. Đấy, thì anh em lưu ý là trước khi cài mod này, anh em phải cài LFPDFR và Rage plugin hook nha. Mình sẽ để clip ở phần mô tả để anh em cài đặt. Sau đấy anh em sẽ vào phần anh em sẽ mở file Better EMS lên. Anh em vào GTA 5 folder. Ở đây. Thì mình sẽ tiến hành copy những file này và thả vào file game. Mình sẽ không replay những cái file đã bị trùng. Ok, sau đấy mình sẽ tắt cái mod này đi. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho anh em tinh chỉnh ở trong cái file của Better EMS nhá. Thì anh em sẽ vào phần plugin này, LFPDFR. Đây, EMS mod. Anh em sẽ bật cái bảng này lên. Mình khuyên anh em nên dùng Open 4 bởi vì nó sẽ giúp cho anh em chỉnh sửa dễ hơn, cũng như là nó sẽ báo lỗi cho anh em khi mà anh em có lỗi trong cấu trúc của cái file. Ở đây mình sẽ vào file plugin LFPDFR EMS mod và mình sẽ bật cái file này lên. Anh em sẽ lưu ý là anh em sẽ phải bật chế độ edit mod này. Cái Open 4 này thì tí anh em có thể lên Google để tìm kiếm cách tải và cài đặt phần mềm Open 4, hoặc là đây phần mềm Open 4 này, hoặc là mình sẽ để link ở phần mô tả cho anh em nhé. Tiếp theo thì mình sẽ bật cái chữ phải và mình sẽ bấm vào phần edit. Anh em lưu ý phải bấm cái chữ phải edit nhé, còn anh em bấm đúp như này thì anh em sẽ không thể chỉnh sửa được trong này được. Đây mình sẽ cái chữ phải và edit lại này. Ở đây anh em sẽ nhìn thấy những cái khu vực nó sẽ có tên là station name. Thì đây mình sẽ bấm dấu trừ vào đây, nó sẽ thu về từng cái khu vực khác nhau. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho anh em chỉnh sửa nhé. Đầu tiên là phần station Rock for Hill. Anh em sẽ mở cái file Better EMS này. Đây nhỉ, mình sẽ vào phần readme. Thì sẽ tìm ở đây như không mà EMS như không có. Ok, mình sẽ từ từ tìm kiếm từ khu vực ở đây.
anh em sẽ bắt đầu tìm kiếm nhé. Đầu tiên thì phần Staten Rock Fairview, phần FD là cái trung tâm chữa cháy này ở đồi Rock Fairview ấy. Đây là một khu vực của Los Santos. Anh em nào mà không biết khu vực này là khu vực nào thì anh em có thể gõ Rock Fairview. Rock Fairview đúng không? Anh em sẽ vào Google chẳng hạn. Đây, em gõ Rock Fairview GTA 5 đây. Thì anh em sẽ thấy cái khu vực Rock Fairview này nó nằm ở đâu. Ở đây đúng không ạ? Nó thuộc Los Santos. Đây. Đuôi Rock Fairview này. Là anh em có thể gõ luôn cả cái Station Rock Fairview FD này. Em gõ lên Google. Đây. Nó sẽ không hiện đây đúng không? Em lần chẳng hạn. Location. Ok. Nó sẽ không hiện này. Đây, mình sẽ tắt cái này đi. Mình sẽ vào lại. Đây thì anh em là cái đầu tiên em phải biết là mình đang chỉnh sửa ở cái vị trí nào. Đây, đây là một cái đồn cảnh sát chữa cháy ở Rock Fairview. Thì tiếp theo là mình sẽ có những cái mẫu xe mà mình mod thêm vào đây. Mình mod ở đây. Update xe tư để xe bác mod đi. Đây là những cái mẫu xe chữa cháy mà mình mod thêm vào ở trong game GTA 5. Thì để anh em muốn mod thêm xe vào GTA 5 ấy. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Đây như kiểu là mấy cái mẫu xe cứu thương này, xe cái chữa cháy mình mod thêm vào này. Đây, xe chữa cháy này. Xe chữa cháy kiểu Lê Đật Trúc này. Xe cứu thương này. Đây, những cái xe này là mình mod thêm vào. Mình mod thêm vào ở trong game. À, nó không có ở ngoài. Những cái xe này là mình mod thêm vào trong game nhé. Mà nó không có ở sẵn ở trong game. Thì anh em muốn có những cái xe này thì anh em sẽ, thứ nhất là anh em sẽ xem clip hướng dẫn mod thêm xe vào game của mình, thì mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em cái clip đấy luôn. Còn anh em muốn tìm mấy cái mẫu xe này thì anh em sẽ vào hai trang này. Thế là trang LFPDFL, anh em bấm vào phần download. Đây, phần V2 mod này. Anh em sẽ chuyển sang loại xe EMS đấy, hoặc là xe chữa cháy. Thì nó sẽ có những cái kiểu xe để cho anh em tải về và mod vào game. Đây, xe chữa cháy đây. Đấy. Hoặc là anh em có thể sử dụng trang này, trang của Modficon, trang này. Mình cũng sẽ để link ở phần mô tả anh em luôn. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái loại xe chữa cháy cứu thương để cho anh em mod vào game. Đây, rất là nhiều luôn. Thì anh em có thể dùng hai trang này. Mình sẽ để ở phần mô tả anh em nhé. Và sẽ để luôn cho anh em clip hướng dẫn cái cách mà mình mod xe vào game ấy. Ở trong series hướng dẫn mod GTA 5 từ A đến Z của mình thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn anh em đấy. Ở clip này mình sẽ không hướng dẫn lại cái phần đấy nữa. Và tiếp theo thì anh em muốn spam xe, những con xe này vào, mà khi anh em gọi cái cứu thương ấy thì những cái xe này sẽ chạy đến ấy. Thì anh em sẽ cần phải lưu ý cái này. Một là modem của xe này, là ở đây là Medic 2 này chẳng hạn. Mình muốn lấy con xe này, mình sẽ chú ý là modem của xe là Medic 2 đúng không? Ok, file EFT. Mình sẽ modem của đây là xe Medic 2 đúng không? Rồi. Tiếp theo anh em sẽ xuống phần Medic 2 ở ITD. Đây. Thì anh em sẽ thấy ở đây là nó có SIN này. Đấy. Phần SIN 123 này. Nếu mà anh em không tìm thấy thì anh em sẽ gõ đây SIG 123 đây. Thì anh em sẽ lưu ý ở đây sẽ có những cái mark này. Ở mark ở cái này là mỗi cái này là một cái livery nhá. Livery 1 của nó là Blend 5 đúng không ạ? Blend 5 Ambulance Care. Rồi, ok.
Phan Bulanka. Thì ở số 2 nó sẽ là City of Los Santos. City of Los Santos. Los Santos. Đấy. Ở số 3 nó là San Andreas. San Andreas này là nó bao gồm cả San Andreas này nó sẽ bao gồm cả khu vực Los Santos và khu vực Balenci ấy. Balenci ấy thì nó sẽ là khu vực San Andreas. Đây là các địa giới hành chính ở trong game GTA 5. Thì anh em lưu ý giúp mình là cái livery số mấy là 1 này, số 2, số 3, tương tự là SIN 123 này. Và cái modem của xe là cái Meditai này. Ok, mình sẽ lưu ý hai cái đấy. Bây giờ mình sẽ quay trở lại vào ở đây, mình có cả con tàu này nữa. Tàu này. Tàu 2 này. Đây. Nó cũng là một con xe cứu thương nhìn rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ quay trở lại vào cái file em Unit nha. Thì đầu tiên là trụ sở chữa cháy Rock for You. Thì anh em sẽ để ở đây, mình sẽ không để ở đây là file trúc, mà mình sẽ để ở đây là một con xe Enigma. Xe Enigma. Đây. Enigma 2 hoặc là Enigma 11. Thì tùy theo cái modem và cái màu sơn livery của anh em này, lúc anh em mod vào ấy thì nó sẽ có màu sơn và livery. Thì ở mình đây là mình sẽ để này là con Energy 2B. 2B. Đây, mình sẽ để con như thế này. Màu sơn nó sẽ như thế này luôn. Được không? Con này mình sẽ để con Energy 11 nha, mình sẽ để tìm Energy 11 này. Đấy, anh em sẽ thấy phần SIG này. Đây, mình sẽ sử dụng cái cũng không phải là con này luôn. Con nào nhỉ? Ở đây. Mình sẽ để con này. Energy Eginer 2B. Và màu sơn livery của nó sẽ số 1. Ok, mình sẽ quay trở lại vào phần EMS Unit. Ở đây mình sẽ sửa modem của xe thành E. Enginee 2B. Ok, anh em sẽ sửa thành Enginee 2B. Đấy, xong phần modem của xe. Để tiếp theo là anh em muốn xe có livery đúng không ạ? Thì anh em sẽ cách chuột phải đây này. Anh em ghi ở đây là dòng livery bằng mở ngoặc kép. Ở đây là livery của mình là livery số 1 đúng không ạ? Livery số 1. Thì mình sẽ sửa đây là số 1 đóng ngoặc kép. Thì lúc vào spam thì anh em sẽ được spam cái xe này với là livery số 1. Với phần trăm xuất hiện là 70%. Rồi, tiếp theo thì phần VSC này thì mình sẽ không sử dụng con xe FB2 mà mình sẽ sử dụng con xe này. Con xe mình sẽ tắt cái này đi. Mình sẽ sử dụng con xe đây, mình sẽ sử dụng con xe 8K8B này. Và livery của nó sẽ là livery K8B và livery của nó sẽ là livery 2. SI. Cái này anh em nên ghi ra một tờ giấy chẳng hạn đấy, thì modem và xe của cái loại xe nào mình sẽ định phân loại đây, sẽ là livery 2 đây. Ok, mình sẽ sử dụng con này K8B2 và livery 2. Thì mình sẽ chuyển sang và chỉnh sửa con này là K8B2. K8B thôi. Và phần livery mình sẽ bằng mở ngoặc kép 2 đúng không ạ? Đấy, tương tự như thế thì anh em có thể chỉnh sửa. Rồi tiếp theo là NB2 file section. Thì anh em sẽ copy cái dòng này nhé. Ok, phần này đã xong rồi. Thì mình sẽ
paramedic à? Mình sẽ kiểm tra lại phần mềm thì là đây. Mình sẽ cho thêm một dòng nữa, anh em muốn có một con xe cảnh sát lớn đúng không ạ? Đây, ở đây mình sẽ mở cái phần này đây. Mình có một con tower. Đây, con tower này rất là to. Đây, mình muốn lấy con xe này thì mình sẽ chỉnh tower 2 và livery của nó sẽ là, đây, mình muốn cái này, livery 2 và nó sẽ là modem tower 2. Mình sẽ chỉnh sửa ở đây là modem của nó sẽ là tower 2 đúng không ạ, và livery anh em sẽ để số 2 nhé. Tiếp theo anh em lưu ý này, khi mà ở đây có hai xe thì anh em sẽ phải có trend là xác suất phần trăm của xe ra đấy. Đấy, mình sẽ copy hay là mình thả ra đây. Anh em lưu ý nhá, từng dấu cách, dấu chấm, dấu phẩy này. Ở đây, xe này mình sẽ để là 70% và xe này mình sẽ để là 30%. Đấy. Hai cái này cộng lại nó phải là 100% và hai cái trên này, hai cái VHZ này cộng lại nó cũng phải là 100%. Đấy. Thì lúc vào ở gần cái khu vực mà cái fire station hay quét này thì anh em, lúc anh em gọi xe thì nó sẽ có thể ra ba cái loại này và phần trăm của nó khác nhau. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ để cái này là 20 thôi, 20, cái này là 80 rồi. Rồi cái này về nhân vật thì anh em không cần phải chỉnh sửa đâu, trừ khi anh em mod nhân vật ngoài vào thôi. Đấy. Thì mình sẽ đóng cái phần của fire station hay quét lại nhá. Tiếp theo là mình sẽ đến Abru High Fire Station. Anh em sẽ copy cái mục này. Anh em vào Google. Đây, mình sẽ gõ cái này. Anh em bấm Enter. Thì nó sẽ hiện cho anh em biết là cái đồn chữa cháy này nó là đồn nào ở trong game GTA 5. Đây. Đây, Abru High đây. Thì cái đồn chữa cháy này nó sẽ nằm ở, vẫn là khu vực Los Santos mà chưa phải là khu vực Balaconchi, nên mình sẽ để vấn đề này giống y nguyên ở trên cái phần của thằng ấy nhá. Đấy, của thằng này thì mình sẽ copy toàn bộ từ vehicle set gen 20 đến vehicle set. Đấy. Mình sẽ copy toàn bộ phần này và mình sẽ dán ở cho thằng này. Đây, từ phần VI của set cho đến VI của set đây. Mình sẽ pass để nó như cũ. Ok. Xin lỗi anh em, đây là phần David xây sạch này. Đây, mình sẽ kiểm tra lại phần này nhá. Đây. Cái này làm rất là dễ nhầm và lỗi nên em phải làm rất là cẩn thận. Rồi. Không, mình sẽ đóng phần Evo lại, mình sẽ kiểm tra phần David Station này. Xem David Station là nó sẽ nằm ở khu vực nào. David Station là khu vực cái chữa cháy cũng nằm ở Los Santos. Thì mình cũng copy tương tự rồi thì mình sẽ để nguyên như thế. Ở đây mình đã copy tương tự là mình sẽ sử dụng hai cái loại xe chữa cháy này. Hai loại xe chữa cháy này và con K8B Livery 2. Thì mình sẽ thu nó lên. Tiếp theo là David Hospital. Đây là phần xe cứu thương anh em nhé. Phần xe cứu thương này. Phần xe cứu thương thì mình sẽ chỉnh sửa xe cứu thương. Thì mình sẽ vào đây. Ở đây mình có hai con xe cứu thương là con Medic 1 và con Medic 2. Thì tùy theo là anh em sử dụng con Medic nào. Ở đây khu vực mình sẽ kiểm tra khu vực này. Không? Khu vực David Hospital là nó sẽ thuộc Los Santos. Los Santos thì anh em sẽ sử dụng những cái skin của xe cứu thương mà nó có mark là Los Santos chẳng hạn vậy. Đây, cho nó giống với thực tế. Thì ở đây mình sẽ sử dụng con Medic 1 và con
Mày đi hai này, hai này. Mày đi hai, đây, ví dụ hai con này. À, mình sẽ xuống xem Rồi, ok, mình sẽ đầu tiên mình sẽ sửa thành hai con nhé. Em sẽ copy này. Em sẽ dán này. À, mình sẽ sửa con này là Medic. Con này là Medic 2. Và mình sẽ chuyển luôn ở đây là livery bằng vòng ngoặc kép, mình sẽ để sẵn như thế. Ở đây tương tự ở đây như thế, mình sẽ cách ra, mình ghi là livery bằng vòng kép và mình để sẵn ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ quay lại kiểm tra về xe. Đây, Medic 1 và Medic 2. Đây, đây modem của nó phải là Medic 1 đấy nhỉ. Medic 1 và Medic 2 nhá. Đấy, Medic 1. Con này là con E450, Ford E450. Con này là con Ford. Con Medic 2 này là con Ford F. F450 hay 350 gì đấy, mình không nhớ rõ lắm. Thì phần tiếp theo mình sẽ xuống kiểm tra livery của hai con này. Ở đây anh em sẽ thấy là có sin 1, sin 2, sin 3. À, của con Medic 1 thì mình sẽ sử dụng cái sin 2. Ở đây mình sẽ sử dụng con Community Amulet này, mình sẽ sử dụng sin 3 luôn. Còn con Medic 2 thì mình sẽ sử dụng cái livery, như mình sẽ gọi SI. Đây, mình sẽ sử dụng con này. Cái kia mình sẽ sử dụng livery 2 nhá. Còn cái này thì mình sẽ sử dụng cái này đi. City of Bloodstock Fire Department. Đấy. Số 2. Và con này mình sẽ sử dụng livery số số 2 luôn. Mình sẽ sử dụng hai con này là livery số 2 để spam ra ở khu vực Los Santos. Thì đây, mình sẽ sửa lại số này là 2. Anh em đóng vào kép. Tương tự ở dưới thì anh em muốn sửa thành số 2, cho em đóng vào kép. Rồi, ok. Đây là xong khu vực David Hospital nhá. Mình sẽ thu lại này. Tiếp theo khu vực Big Hill Hospital, mình sẽ kiểm tra xem Big Hill Hospital thuộc khu vực nào bằng cách là kiểm tra ở đây. Đây, bệnh viện Pichu nó sẽ nằm ở khu vực Los Santos. Thì anh em sẽ mình sẽ copy luôn cả cái này. Copy luôn phần của David. Đây mình à đâu. Xin lỗi anh em nhé, đây mình thiếu một chút là mình sẽ cần phải chỉnh sửa thêm phần trăm đúng không ạ? Ở đây mình chưa có phần trăm này. Phần trăm của xe thì mình sẽ bấm về thằng đầu tiên, mình copy cái chain này đi. Ok, xong mình sẽ để chain ở đây, em cách ra tương tự ở đây, em cách ra và mình sẽ để hai con này mỗi con 50%, nó sẽ có xác suất ra như nhau. Sau đấy mình copy cái dòng này rồi mình thu phần của David lại. Rồi, mình sẽ thay thế ở phần của Big Bun tiếp theo là Mountain Jonas Media Center. Này là núi rồi đúng không? Mình kiểm tra xem. GTA 5. Đây à, là cái bệnh viện ở ngay trung tâm ấy, thì mình cũng sẽ copy nguyên của hai thằng kia là vào đây. Ừ, xin lỗi. Anh em nhớ làm rất là cẩn thận nhé, cái này rất dễ là lỗi. Đây mình sẽ spam lại đây phần của Mountain, là mình sẽ xong bệnh viện Mountain nhá. Đây, phần airport
airport, nên là chữa cháy ở sân bay. Chữa cháy ở sân bay thì mình sẽ lấy phần chữa cháy của mình sẽ lấy mỗi xe này thôi. Mình sẽ lấy xe chữa cháy của file này của thằng headquarter, và mình sẽ dán vào phần của thằng sân bay. Đây mình sẽ để energy này, và ở đây mình sẽ lấy phần đây, phần livery katami này, mình sẽ thay thế cho thằng FB2 ở đây. Anh em mình cách chỗ này ra nhá, chỗ này anh em cắt cách ra này. Sau khi xong thì anh em có thể đóng cái phần sân bay airport này lại. Đây là cấp cứu thì mình để ambulance care được, là mình sẽ sửa phần đây, mình sẽ lấy phần David Hospital, mình sẽ lấy hai con này và mình sẽ xuống mình dán thay cho cái phần cấp cứu ở sân bay. Được chưa? Mình sẽ đóng phần sân bay lại nhé. Tiếp theo là phần Fojan Kudo là quân đội. Còn quân đội thì mình nghĩ là mình sẽ sửa đây thành K8A, và mình sẽ giữ nguyên, mình giữ nguyên cái này luôn, thì mình sẽ thu vào phần quân đội. Doanh trại quân đội ở trong rất tốt đấy. Đây tiếp theo phần Palotebay thì nó sẽ thuộc khu vực của Balaconchi, nên mình sẽ sử dụng xe và livery của Balaconchi nhá. Mình sẽ kiểm tra lại đây, để ở thằng này mình sẽ lấy medic 1 và livery 1, tương tự thằng medic 2 mình sẽ lấy xem nào. Mình sẽ lấy cái này, mình sẽ lấy cái xe vàng này. Ok, rồi, tóm lại là hai cái medic này là nó sẽ là livery 1. Nên mình sẽ kéo lên phần David Hospital. Đấy, mình sẽ copy hai cái xe cấp cứu này. Rồi, mình sẽ quay xuống ở dưới này. Anh em để nguyên cái phần Palotebay Fire Station này nhá. Mình sẽ sửa sau về phần này chữa cháy. Mình sẽ sửa phần cấp cứu trước. Rồi. Sau đấy mình sẽ quay trở lại phần Palotebay chữa cháy, thì mình sẽ vào xem là mình sẽ sử dụng cái con xe nào. Ở khu vực này thì không có nhà cao tầng, nên mình sẽ chỉ sử dụng con xe ấy thôi, con xe Energy 11 này thôi. 11 em để ý xem con Energy 11 này với con Energy 2 thì con nào đẹp hơn. Mình thấy con Energy 2 này có vẻ đẹp hơn đúng không? Ok, mình sẽ lấy con Energy 2 này và để livery của nó là Energy 2. Livery của nó là số 1 luôn. Mình xem con Energy 2A và con Energy 2B thì khác nhau gì nào. Anh em có nhận ra điểm khác biệt của mấy con xe này không? Mình nghĩ là mình sẽ vẫn lấy con Energy 2. Lấy con Energy 2 này. 2A. Anh em kiểm tra lại livery nhá. Energy 2. Energy 2A. Thì nó sẽ là Balaconchi. Balaconchi. Mình sẽ lấy con Energy 2A này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái file meta vừa nãy và mình sẽ thay thế.
Ở đây mình sẽ ghi là Enigene đúng không? Enigene đúng không? Em kiểm tra lại modem nhé. Chính xác là Enigene 2A. Con này thì nó chỉ có một cái skin thôi nên anh em không cần phải chỉnh library làm gì cả. Mình chỉ cần ghi là Enigene 2A là được. Ok, 70 và con này thì mình sẽ để là K8A. K8A. Mình sẽ để con xe này. Đấy. San Andres và Leon và Medic. Ok, mình sẽ để con xe đấy. Sau khi xong phần Valor by file session này thì mình sẽ đóng lại nhá. Tiếp theo là San Diego Hospital. San Diego là khu vực nằm ở cái bệnh viện gần nằm đồn cảnh sát ở ngoại ô ấy, chỗ thằng Trevor ấy. Đây thì anh em sẽ cũng làm tương tự với Palo Alto Bay. Mình sẽ copy phần chữa cháy này, cái này là bệnh viện thì mình sẽ copy phần bệnh viện. Đấy, mình sửa library chưa nào? Để mình kiểm tra lại chỗ này nhá. Hình như mình chưa sửa livery của hai con này, nó sẽ là livery medic 1. À đúng rồi, nó phải là livery 1 anh em ạ. Thì đây mình sẽ sửa lại luôn. Nó sẽ là livery 1. Cái này là livery 1. Làm cái này nó rất là hay sai sót nên là anh em càng cẩn thận càng tốt và càng sửa từng cái một càng tốt. Đây, mình sẽ copy xe thu vào. Đây, mình sẽ dán vào đây. Rồi, ok. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đóng cái phần bệnh viện San Diego này. San Diego chữa cháy đúng không? Mình sẽ copy như Palo Alto by file. Đây, mình sẽ lấy con này. Copy và mình sẽ thả vào đây, paste rồi xong. Tiếp theo là Live Station thì ở đây mình sẽ giữ nguyên bởi vì mình không có mod xe LW này vào trong game nên mình sẽ giữ nguyên. Wingwork Ranger, Ranger thì anh em cứ để nguyên thôi, hay là cứu hộ trên rừng thì mình không mod xe nên mình sẽ để nguyên. Ratorang Station. Đây nó sẽ bao gồm những khu vực này này, những khu vực rừng ấy. Những khu vực rừng thì anh em sẽ để PRG. Nếu như anh em mod cái xe PRG mới thì anh em có thể thay thế ở đây. Còn phần Regrid Area này thôi, không quan tâm lắm. Đây chủ yếu là các cái phần nó là rừng thôi. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em chỉnh sửa, tinh chỉnh xong toàn bộ những cái spam ở trong này của Best EMS. Thì mình sẽ bấm save. Ok, nếu như mà anh em có bị lỗi ấy, thì lúc bấm save thì nó sẽ hiện một cái bảng thông báo cho anh em là anh em lỗi ở chỗ nào để anh em có thể chỉnh sửa. Sau khi mà cài đặt xong thì bây giờ mình sẽ vào game và test thử cho anh em nhé. Ok, bây giờ mình đã vào game rồi, mình sẽ tiến hành load các cái plugin nhé. Anh em sẽ phải đợi một vài giây sau khi loading xong các plugin. Tiếp theo thì anh em mình sẽ dùng lệnh Fog Duty để vào nhiệm vụ luôn mà không đến đồn cảnh sát. Nó sẽ hiện lên ở bên trái là cảnh báo. Các cái mod mà mình hướng dẫn anh em ở clip 2 ấy, nó chỉ dành cho FPD 0.42 thôi. Nhưng mà mình dùng những 0.47 nên là nó sẽ cảnh báo là nếu mà phát sinh lỗi thì anh em sẽ phải chịu thôi. Ở đây là mình sẽ cài đặt
các cái button của Polix Smart Radio. Khi mà mình cài đặt BTS vào thì anh em chỉ cần ấn phím 1 nhé, anh em cứ ấn phím 1 liên tục. Ok, nó sẽ load lại cái mình sẽ lại phát đồ thị tiếp. Bây giờ mình sẽ test thử gọi xe cứu thương ra anh em nhé. Mình sẽ bấm phím C để bật radio. À, ở đây mình sẽ cũng hướng dẫn luôn anh em này, anh em sẽ vào phần setting LFDR, mình sẽ chuyển này bên menu này thành phím N, enter và chuyển thành phím N thì mình gọi xe tù nhá, vì hiện tại mình chưa mod cái xe tù vào, thì anh em có thể bấm N này, N và chuyển sang gọi xe tù nhân ở tốt thì có ở đây mình chưa có tù nhân, mình sẽ thử bắt một tù nhân để xem mà có gọi được xe không nhé. You're walking into me. You ugly as hell. Dẫn thêm anh em về phần này thôi. Clip trước mình hướng dẫn anh em thì không có, mình đã bỏ cái phần cài đặt của phím B ở menu của LFDR đi, nhưng mà sẽ không, anh em sẽ không gọi được xe chở tù. Vì vậy là mình sẽ hướng dẫn riêng anh em thêm cái này. Đây nó không hề có click KT này. Thì anh em sẽ dùng phím N để bấm menu của LFDR đây. Anh em sẽ gọi LFDR. Không gọi được anh em ạ. Cho mình sẽ kiểm tra một tí. Đây, anh em có thể gọi trong phần này, trong phần transport này. Backup required for a suspect placed under arrest in West Vinewood. We copy you. On standby. Anh em có thể gọi trực tiếp vào đây được. Anh em có thể gọi ở đây. Ở trong phần này nhá. Đây, thì đây. Screw you. Rồi ok, đấy là phần dân tù nhân đi. Nên em sẽ để ý chút là mình sẽ phải bật cái phần Police Backup của LFDR rồi đi. Sau đấy thì anh em sẽ gọi bằng Police Radio. Sao lại không đi đây, còn ở đây làm gì đấy? Rồi, mình kệ nó đi. Rồi mình sẽ test gọi Better EMS cho anh em xem nhá. Mình sẽ bấm phím C và Police Radio, mình gọi EMS thế. Thì ngay lập tức ở bên phải anh em sẽ có hai cái dòng đây, xe cứu thương, xe cứu hỏa đây, và cách mà nó sẽ spam xe ra ở chỗ cái đồn xe cứu thương và xe cứu hỏa gần nhất đối với anh em ấy. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn anh em là anh em có thể bấm phím trừ này. Bấm phím trừ. Khi anh em bấm phím trừ thì nó sẽ lên một cái menu là hỏi anh em có muốn là dừng xe cứu hỏa này hay không. Thì anh em có thể bấm phím số 1 hoặc số 2 ở bên bàn phím số nhé. Ở đây mình sẽ không dừng, mình bấm số 2. Tiếp theo là nó sẽ hỏi là có muốn là dừng xe cấp cứu không, thì mình cũng bấm số 2 luôn. Đấy, thì hai cái xe nó sẽ lại chạy đến. Hai xe nó chạy đến. Tiếp theo thì mình thiệu anh em là còn hai phím nữa ở trong cái phần LFDR này. Thì phím thứ nhất là phím xuyệt thẳng ấy, nằm ở dưới phím xóa ấy, phím backspace ấy.
thì anh em bấm phím này thì nó sẽ mở menu của anh em lên. Đây, ở đây anh em sẽ có thể tùy chỉnh gọi request đến, gọi EMS đến một cái địa điểm waypoint hoặc là đến chỗ anh em. Tiếp theo là cái thể loại gọi này, thì anh em sẽ để là auto hoặc là đây là gọi cả hai, cái này gọi chắc mỗi cực dương này. Đây là di chuyển pet đến hospital. Cái này thì anh em sẽ cần phải có một con pet anh em đang dựng. Ví dụ đây à, mình sẽ thử nhá, mình sẽ dựng pet này đã. Okay. Sau đây mình sẽ thử mở menu lên bằng phím xuyệt ở dưới phím xóa đấy, và mình sẽ thử gọi đấy, mình sẽ đưa pet này đến bệnh viện. Anh em lưu ý là anh em phải dừng pet lại đã nhé, thì anh em mới có thể di chuyển pet đến đây được. Đây, mình sẽ tắt việt cây đi, chạy cho nó dễ. Ambulance is en route. Anh em muốn xe cứu thương đến nhanh thì anh em sẽ bấm phím chia ở cái dấu nhân ở bên nào phím số. Anh em sẽ giữ. Đấy, thì xe cứu thương sẽ đến ngay và luôn. Đây. Anh em thấy chưa? Anh em muốn khoảng cách của xe cứu thương đến nó gần hơn thì anh em có thể tinh chỉnh ở trong phần menu của Better EMS, ở trong phần menu ấy thì nó sẽ có cái phần khoảng cách để anh em có thể chỉnh cho xe cứu thương nó đến gần hơn. Ok. Đấy. Giờ hai ông này sẽ đưa bà này đi đến bệnh viện. Còn một phím tiếp theo thì mình sẽ phải làm cho nhân vật của mình mất đi một ít máu. Thì mình sẽ test cho anh em là nhân vật cứu thương sẽ mang máu đến cho anh em. Chắc không cần test. Đây. Thì đầu tiên mình sẽ đây, mình sẽ dùng phím chấm phẩy và dấu hai chấm nhé. Attention all units, medical aid requested in West Vinewood. Dispatch units from đây là phím Rockford gọi nhanh. Hills Fire Department and ambulance requested phím from nhanh Rockford đây Hills. Bây giờ mình sẽ code 3. Và tiếp theo rồi anh em sẽ dùng phím phẩy hai phẩy. Sẽ cho em spam nhanh hơn. Ok, anh em sẽ bấm. Thế ở phần này thì anh em mà có thể sử dụng phim anh em lưu ý là lúc đầu tiên anh em vào cài đặt mod của Better EMS ấy, nó sẽ có hiện lên một cái bảng, thì anh em cứ nhấn enter vào và chuyển sang lần lượt các tab, sau đấy thì anh em sẽ ấn accept cái điều khoản của bản mod là anh em có thể sử dụng được nhé. Ở đây thì mình đã bỏ qua cái phần đấy rồi nên anh em lưu ý ở chỗ đấy. Và anh em muốn đây đúng không, anh em muốn nhân viên y tế giao khi nào anh em bị thương ấy, thì anh em muốn nhân viên y tế giao máu cho anh em sẽ bấm phím gì nhỉ, mình quên mất phím rồi đó. Nó sẽ có một cái phím để nhân viên y tế giao máu và giáp cho anh em, mình sẽ giao mỗi máu thôi không phải giáp đâu. Đây mình sẽ đây, mình sẽ để bộ đấm mình bị thương. Mình sẽ gọi cứu thương. Attention all units, medical aid requested in West Vinewood. Officers report an injured civilian. Dispatch units from
Rockford Hills Fire Department. An ambulance requested from Rockford Hills. Respond code 3. Anh em sẽ được phím gì à? Sẽ có một cái phím để nhân viên y tế mang máu đến cho anh em. Ở đây. Anh em sẽ dùng phím ngoặc vuông bên tay phải nhé. Đấy, thì nhân viên y tế sẽ đưa máu và giáp đến cho anh em. Anh em dùng phím ngoặc vuông bên tay phải nhé. Ok, mình sẽ lên trên này test lại cho anh em này. Mình sẽ test đây đến một vị trí khác. Mình sẽ ra khu vực Blade Country này. Để anh em test luôn cho anh em xem là nãy mình sẽ qua mà nãy mình cài đặt con xe, mấy con xe cấp cứu và chữa cháy khác vào game như nào. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một con NPC, mình sẽ đánh lộn để làm mình mất máu để mình test lại luôn cái cấp máu với anh em nhá. Nào đi, nào đi, nào nào, xuống đây, xuống đây. Oh my god. Tired of you. Nào đấm đi nào. I'm gonna beat you silly. Ô, đấm hụt đấy nha bạn. Nào đấm mạnh vào. Ok, thế là được đấy. Bây giờ mình sẽ knock out. Rồi. Mình sẽ gọi cứu thương. Attention all units, medical aid requested in Sandy Shores. Units reporting an injured civilian. Dispatch units from Sandy Shores. Units respond code 3. You absolute moron. Fire truck en route responding code 3. Anh em thấy con xe mình mod vào chưa? Đây. Mình bỏ con xe này vào này. Attention, this is dispatch. No further units required. Proceed with patrol. Okay. I'm here. It's gonna be okay. Fucking move already. Đây, không cần phải ấn phím gì hết nhỉ? Không cần phải ấn phím gì hết. Có nghĩa là nhân viên y tế khi anh em mất máu và giáp thì nhân viên y tế sẽ tự mang máu và giáp đến cho anh em. Và anh em không cần phải ấn phím gì hết nhé. Are you looking to get flashed up? Oh, fuck! You fucking đây. Idiot! Con xe... Để đẹp ở đây. Đun chữa cháy ngay đây nha bạn. Đây là xe mình vừa mod vào. Nó sẽ có nhãn hiệu là Blade Fire Recruit. Mình sẽ gọi một cái xe một lần kề. Ambulance assistance required in đây. Sandy Shores. Đây là con xe thứ hai mình mod vào. Mình sẽ tháo barrier đi. Đây con xe thứ hai mình mod vào nha bạn. Ở đây không phải. Con này là mod khác. Mình sẽ thử gọi lại nhé. Attention all units, medical aid requested in Sandy Shores. Dispatch units from Sandy Shores, respond code 3. Ambulance, en route, responding code 3. Ok, mình sẽ gọi lại cho anh em. EMS này. Attention all units, medical aid requested in Sandy Shores. Dispatch units from Sandy Shores, units respond code 3. Attention all units, medical aid requested in Sandy Shores. Dispatch units from Sandy Shores, units respond code 3. Có lẽ là mình đã để xa livery rồi nha bạn. Là con xe ở đây đúng rồi. Blade. Xe buýt
gì đó. Ambulance is en route. Đây, thêm một con nữa. Không hiểu mấy ông này lái xe cứu hỏa kiểu gì mà nó lại mắc ở đây. Attention, this is dispatch. No further units required. Proceed with patrol. Đây, mình sẽ thử ra khu vực xa hơn. Để test cho anh em là đây, mình sẽ gọi email nhá. Kiểm tra này. Auto Report cộng ambulance kè. Attention all okay. Units, medical aid requested in Grande Sonora Desert, and ambulance requested from Sandy Shore, respond code 3. Mình gọi thêm một chiếc nữa. Ambulance is en route. Responding code 3. À, hai xe đang trên đường đi đây bạn, mình sẽ bấm phím chia để thôi, để cho đợi một tí đi cho xe cứu hỏa và xe cứu thương chạy đến. Cái này là nó rất là thực tế bởi vì gọi xe cứu hỏa cứu thương ngay ở chỗ đồn cứu hỏa và xe cứu thương chứ không và bệnh viện chứ không phải là gọi như kiểu mình sử dụng cái này cho anh em xem nhé, cái click backup của đây, cái này, cái EMS đầu tiên này là cái của Polic LSPD FR backup thì nó sẽ spam gần cho anh em luôn. Ambulance. Đấy, nó sẽ spam gần cho anh em luôn. Nó sẽ đến luôn nhưng mà này thì nó lại không thực tế. Xe này con xe ambulance bình thường. Đây, hai con xe mình gọi tới đây. Anh em thấy chưa? All units, code 4. Và bây giờ mình sẽ out game và sẽ hướng dẫn anh em tinh chỉnh một chút nữa ở trong cái mod này nhá. Thì bây giờ mình sẽ anh em lưu ý ở chỗ này đây này, mình sẽ lại vào thư mục game ở file login đây PDF rồi. Đây anh em sẽ kiểm tra file battery EMS thì ở đây nó có một số cài đặt cho anh em, đây là mấy cái phím mà anh em sử dụng trong mọi lúc này, mình không quan tâm mấy cái này nữa, mình sẽ quan tâm phần warp to return này, phần max swap list này. Ở đây nó sẽ ghi là from spawn to zero, nếu như mà khoảng cách quá 1000m thì nó sẽ spam ở khoảng cách là 1000m thôi mà nó không sẽ xa hơn. Will be up to if move close. Ok. Cái này là khoảng cách mà khi mà anh em mà dùng phím chia để lại gần ấy thì mình sẽ sửa cái này còn 300 thôi. Cái này mình vẫn giữ nguyên. Phần tiếp theo là sẽ là tốc độ của xe. Thì ở đây thì mình sẽ tăng tốc độ của mấy cái này lên một chút, mét trên giây nha bạn. Cái này là mét trên giây chứ không phải là km trên giờ đâu nhá. Mình sẽ tăng lên một cái tầm khoảng 5. Này 23. Cái này 35. Cái này nó sẽ là 17 đấy. Near Season Device Speed Unit Low Down to When Near Season. Thì cái này mình sẽ giữ nguyên. Khoảng cách Warp to Close Chân chân này là Warp Hoodie chân cần. Sửa 500. Cái này mình sẽ để giảm bớt đi. Là mình sẽ để còn Warp Glow to set speed up lesson. Rồi mình sẽ sửa, mình sẽ để cái này 300 nhá. Rồi cái này anh em sẽ giữ nguyên. Mình sẽ chuyển slow
John Speed. Rồi, mình sẽ giữ nguyên cái phần này. Code 4, sâu in mặt chùa. Speed 200. Line of distance. Đây là khoảng cách khi mà tắt đèn, khoảng cách tắt đèn này. Thì nó, anh em có thể sửa hoặc không sửa được. Cái này là Divide to hospital, lái đến hospital. Thì mình sẽ tăng hai cái này mỗi cái lên 5, 2, 3 và cái này là 15. Ok, mình sẽ save. Đây là mình hướng dẫn xong cho anh em phần mod Better EMS. Thì anh em đăng ký kênh để nhận những cái thông báo những cái clip hướng dẫn mod tiếp theo của mình ở trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nha.